một cái thông tin lớn khác ngày hôm nay đó mà rất nhiều bạn quan tâm đến đó chính là cái cuộc họp uh, của chủ tịch của Fed có nghĩa là chủ tịch của cục Dự trữ Hoa Kỳ là trong cái cuộc họp này đó thì uh, chủ tịch của Fed chính là Jerome Powell thì uh, Jerome Powell á uh, thì nói một số những cái thông tin liên quan tới uh, CBDC có nghĩa là cái uh, tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương có nghĩa là của chính phủ Hoa Kỳ thì có một câu hỏi đó là dựa theo những gì mà john powell nói những gì mà cbc sẽ có thể làm được đó, thì john powell có ý định là cấm tiền cư được số hay là đàn áp tiền cư được số cũng như là trung quốc đang làm hay là không thì uh, chủ tịch john powell đã đứng chính lại cái uh, cách nhìn của mình thì chứ powell đã nói những gì chủ tịch john powell nói là cùng chiến mà của hoa kỳ có nghĩa là fed Jerome Powell đã nói rõ ràng ngày hôm nay là không có kế hoạch đăng áp hay là cấm crypto tại Hoa Kỳ Chỉ nói là crypto cần được quản lý mà thôi, đặc biệt là stablecoin như đồng ổn định Và chi tiết hơn đó là Fed không có ý định cấm crypto Nhưng anh biết đấy, stablecoin giống như là cây quỹ thị trường tiền tệ Chúng giống như là tiền gửi ngân hàng nhưng mà ở một cái mức độ nào đó chúng nằm ngoài phạm vi quy định Điều thích hợp là chúng được quy định đây là lời phát biểu của chủ tịch Jerome Powell có nghĩa là bây giờ đó các bạn đã thấy được là SEC đó, chủ tịch của SEC thì Gary Gensler quan tâm đến cũng là stablecoin đầu ổn định và sàn giao dịch. Bây giờ đó thì Fed cũng đã nói là quan tâm đến một số đồng và đặc biệt là stablecoin. Các bạn thấy được là chủ tịch Jerome Powell nói là thị trường crypto này cần phải được quản lý và đặc biệt là stable coin tại vì bây giờ đó nhiều người coi stable coin như là gửi vào trong ngân hàng nhưng mà chủ tịch của Fed đã nói là không phải như vậy tại vì các bạn gửi tiền vào ngân hàng của Hoa Kỳ đó thì các bạn được một số những cái sự bảo vệ như là nếu ngân hàng phá sản hay là có gian lận thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ bồi thường nhưng mà khi các bạn để tiền vào stable coin thì stable coin đó nó lưu trữ tài sản như thế nào bây giờ chính phủ cũng không có được quản lý cho nên đây là điều mà được nói đến bởi chủ tịch Powell và ông ta hoàn toàn nói là Fed không có ý định để mà đàn áp hay là cấm tiền kỹ thuật số mà chỉ muốn quản lý mà thôi. Cái điều mà không muốn chia sẻ bạn đây đây đương nhiên một cái thông tin mà nhiều người cho là rất là tốt tại vì các bạn thấy được là với cái suy nghĩ của chủ tịch của Fed đó, John Powell thì khá là ồ, ồ với dầu giống như là không biết rõ là ông ta sao làm cái gì cứ không có nói rõ nhưng mà điều mà thuận thấy được ngày hôm nay đó rất rõ ràng là Fed đã nói là không có muốn cấm nhưng mà muốn quản lý cái điều mà chúng ta cần phải hiểu đây đó là nhiều người nói là thì crypto bây giờ là không có lực cái đất là không đúng các bạn thấy được là thì chúng tôi bây giờ thực sự là có quá nhiều lực hỗn hợp Giống như là các bạn thấy được là nếu như chúng ta nói là crypto Hoa Kỳ Nói riêng của Hoa Kỳ thôi Tại vì đây là nơi mà thường sinh sống Nếu như mà nói là crypto không có lực quản lý Thì là sai Tại vì các bạn thấy được là nếu như vậy thì tại sao mà những sàn giao dịch cần phải có KYC Họ cần phải xác minh thân phận của người dùng Tại sao cần phải thông báo cho Bộ Tài chính khi mà có những cái giao dịch lớn xảy ra tại sao mà các bạn thấy được là chúng ta thấy những cái nơi mà di chuyển tiền đó crypto họ cần phải có những cái bằng như là bằng di chuyển tiền các bạn thấy là nếu như vậy đó thì làm sao nói là thì crypto không được quản lý trong khi mà các bạn thấy là các bạn cũng thấy là những cái hợp đồng tương lai vẫn được quản lý bởi CFTC các bạn thấy được là sàn Binance thì cũng không hoạt động trực tiếp ở Hoa Kỳ mà phải có một cái công ty riêng là Binance US sàn FTX cũng vậy ở Hoa Kỳ là phải có sàn FTX US cho nên các bạn thấy là thị trường này nó có rất là nhiều lực quản lý chỉ là những lực này nó rải rác mà thôi chứ không phải là không được quản lý cho nên những ai mà nói thì chúng tôi giờ không được quản lý đó là không có đúng quản lý quá nhiều mà không có một cái lực chung thì ít ra ngày hôm nay đây cũng là một cái thông tin mà nhiều người cho là tốt chúng ta cũng đã rõ hơn về cái sự suy nghĩ của chủ tịch của fed về thị trường này ông ta chỉ muốn quản lý mà thôi không muốn cắm. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin khác đi Chúng ta sẽ bắt đầu từ thông tin Twitter Thì ngày hôm nay đó các bạn thấy được là cuối cùng Thùng mình đã bật được cái tính năng Mà nhận tiền tip trực tiếp ở trên Twitter Và cũng đã kết nối cái ví Stripe, có nghĩa là cái ví Bitcoin tầng 2 Lay Network với lại Twitter của mình Bây giờ các bạn thấy được là ở trên Twitter Các bạn đã thấy được là cái hình như thế này Ở trên màn hình, cái hình mà có cái tờ tiền để các bạn bấm vào Thì các bạn có thể là gợi tip thông qua Twitter thì hiện bây giờ đó chỉ có một số người là có tính năng này mà thôi chứ chưa có rộng rãi và thứ nhì nữa là các bạn thấy là các bạn cần phải có cái ví Strike để mà kết nối trực tiếp với lại Twitter và các bạn chỉ có thể sử dụng ở trên ứng dụng điện thoại mà thôi như bạn nói là ở lên trên Twitter.com thì không thấy Tại vì các bạn đang sử dụng trang web, các bạn cần phải sử dụng cái ứng dụng điện thoại và thường nhớ đó là Twitter nói là bây giờ chỉ có ở trên điện thoại của Apple mà thôi. Sau này sẽ có trên điện thoại của Android, họ đang có cái phiên bản đó nhưng mà bây giờ vẫn chưa có. Thì nhiều bạn hỏi thường là làm sao để kích hoạt được. Thì Thuận đã làm một số những cái screenshot để mà chia sẻ ngắn với các bạn. Thì bước đầu tiên, đây là cái bước đầu tiên các bạn sẽ làm gì. Đầu tiên hết là các bạn cần phải lên trên cái ứng dụng điện thoại Twitter thì trên cái điện thoại các bạn sẽ bấm vào uh, edit profile đây là cái trang chính uh, của Twitter các bạn thì các bạn vào, vào cái trang chính của Twitter sau đó các bạn bấm vào edit profile. Sau khi các bạn bấm vào rồi thì thằng bấm vào cái uh, step 2 này thì sau khi bấm vào đó thì các bạn sẽ thấy được là nếu như là các bạn đã được bật tính năng này đó thì ở bên dưới sẽ có một cái uh, nơi gọi là tiền tip các bạn bấm vào cái chữ tip này thì các bạn sẽ bật lên cái chế độ để nhận tip. Thì khi các bạn bấm vào đó thì thằng bấm vào cái bước thứ 3 thì các bạn vào đây các bạn thấy được các bạn có thể bật lên cái chế độ tip như là các bạn nhìn thấy trên màn hình allow tip các bạn bấm vào để cho nó thành màu xanh lá cây như là các bạn nhìn thấy trên màn hình thì bây giờ đó các bạn đã có thể là nhận được tip đến từ một số những cái dịch vụ như là vemo Patreon, GoFundMe, Cash App, Bitcoin vân vân nhưng mà các bạn cần phải kết nối dịch vụ với đề Twitter tại vì Twitter có đâu có biết các bạn là có cái chương mục nào đâu thì kết nối như thế nào kết nối đó các bạn bấm vào cái bước thứ tư này thì cái bước thứ tư này đó là các bạn uh, nếu muốn là kích hoạt cái ví Bitcoin Strike đó thì các bạn cần phải lên trên cái App Store cái nơi mà các bạn tải những cái ứng dụng ở trên Apple đó thì các bạn lên trên App Store và các bạn uh, tìm cái từ cái, đó chính là cái từ Strike Wallet như là các bạn thấy trên màn hình Strike Wallet S T I K E Wallet sau đó các bạn sẽ thấy là cái uh, ứng dụng mà có cái hình mà cái nền màu đen mà cái hình màu trắng vòng tròn như các bạn nhìn thấy màn hình đó, đó chính là cái ví chính thức. các bạn bấm vào get, có nghĩa là các bạn tải cái ứng dụng này về trong cái máy điện thoại của các bạn. sau đó đó, để thường bấm vào cái bước thứ năm này thì các bạn sẽ bắt đầu là mở ứng dụng lên và các bạn sẽ bấm vào get started, có như là các bạn sẽ bắt đầu tạo một chương mục strike. thì các bạn đi theo những bước rất là đơn giản mà thôi như là các bạn đã từng tạo nhiều chương mục các bạn đầu tiên hết là cần phải để một cái email vào các bạn để email xong rồi đó thì họ sẽ gửi cái mã xác nhận vào email của các bạn thì các bạn uh, lấy cái mã xác nhận từ email rồi các bạn xác nhận ở trên cái uh, ứng dụng điện thoại cái ứng dụng Stripe của các bạn rồi cái bước kế tiếp đó, thì là các bạn sẽ làm gì bước kế tiếp đó, thì các bạn cần phải uh, lấy một cái username cái uh, Username này đó cái tên nickname này các bạn có thể đổi bất cứ lúc nào chứ không có cần à, phải lấy rồi sau này không đổi được các bạn có thể lấy bất cứ tên gì và bên dưới này có để cái từ là refer code thì những mà nào mà muốn hỗ trợ kênh Thùng capital thì bên dưới cái video sẽ để cái refer code có nghĩa là cái mã giới thiệu nếu mà nào mà muốn ủng hộ kênh và kế tiếp nữa các bạn thấy được là cái bước thứ chín bước thứ chín là các bạn cần phải chọn quốc gia và một điều đáng tiếc ở đây đó là hiện bây giờ cái V-Strike này các bạn thì được chỉ có hai sự lựa chọn mà thôi một là El Salvador hai là nước Hoa Kỳ tại vì đây cũng là ứng dụng mà hỗ trợ El Salvador chấp nhận Bitcoin thì uh, bây giờ không có những cái sự lựa chọn khác như là Úc hay là Việt Nam vân vân thì lựa uh, chọn Hoa Kỳ nhưng mà nào mà sống ở Hoa Kỳ thì có thể lựa chọn Hoa Kỳ ngoài chỉ các bạn sống ở El Salvador mà thôi thì có thể lựa chọn là Salvador nhưng mà ở Hoa Kỳ thì sau đó các bạn cần phải đưa cái số điện thoại ở Hoa Kỳ vào trong ứng dụng này sau khi các bạn đưa vào trong dụng này rồi đó Thì họ sẽ gửi một cái mã xác nhận đến Thì cũng tương tự như là những cái cách mà các bạn đã từng tạo chương một trước đây Các bạn xác nhận cái mã mà họ gửi tới vào trong cái ứng dụng này Sau đó bấm kế tiếp Thì bước kế tiếp đó các bạn thấy được là cái bước thứ 12 này là các bạn sẽ để tên và cái tên các bạn để là cần phải là tên thật. Tại vì sao? Tại vì sau khi mà xong hết rồi đó, các bạn đã hoàn thành nhưng mà khi các bạn muốn rút tiền các bạn cần phải xác minh thân phận của mình và các bạn cần phải đưa giấy tờ, chụp giấy tờ để mà KYC thì lúc đó cái tên phải trùng khớp với lại cái tên giấy tờ các bạn gửi vào cho nên cần phải dùng tên bỏ họ thật. Và không những như vậy, tôi sẽ chia sẻ về cái việc thuế một lát nữa. Nhưng mà sau đó rồi đó, thì uh, để thường cho các bạn thấy được là sau đó rồi thì các bạn trở lại cái uh, ví của twitter như là các bạn trở lại cái trên twitter đó thường đã thâu lại cái bước này thì các bạn trở uh, về cái trang của twitter cái trang mà các bạn kích uh, hoạt từ tiếp đó sau đó các bạn làm gì sau đó các bạn uh, bấm vào cái ví strike bitcoin lightning wallet như các bạn nhìn thấy trên màn hình bấm vào cái từ strike sau đó thì các bạn sẽ có thể là để cái stray username mà các bạn mới vừa tạo vào trong này Và sau đó coi như các bạn đã thành công Các bạn để vào thường để là slash thuần toshi Thì các bạn có thể để bất cứ cái tên gì mà các bạn đã tạo mới đây Khi mà các bạn tải cái dùng stray để cung một tên Chứ nếu không là sẽ không có tới cái ví các bạn đâu Khi mà một người nào đó tip các bạn đó ở trên Twitter thì tiền đó sẽ về cái ví strike cái ví Stray Wallet mà chúng ta mới vừa tạo đó Tiền sẽ về đó rồi các bạn có thể rút về Ngân hàng của các bạn khi mà các bạn kết nối cũng như là những cái ví khác mà thôi Nhưng mà điều thú vị đây là có thể kết nối trực tiếp với lại cái trader của các bạn Và một điều nữa là khi mà các bạn bắt đầu là xác minh thân phận đó, Thì họ sẽ hỏi các bạn cho cái số thuế Vì bạn nói thuận thì thuế tính như thế nào thì thuế vẫn tính Giống như là các bạn là một người mà ở trên YouTube đi livestream Thì có người super chat như là tặng tiền các bạn khi các bạn livestream thì hiện bây giờ các bạn thấy được cái tiền đó, người nhận vẫn phải là trả một cái phần thuế. Thì cũng tương tự mà thôi, ngoại trừ các bạn là một cái công ty từ thiện. Giống như là những công ty mà ở dưới cái luật thuế một ở Hoa Kỳ. Chứ nếu không là các bạn cần phải đóng thuế. Đây coi như là thu nhập mà các bạn nhận được. Thì một chuyến điều mà nhiều người nói đó, đây là một chuyến cách mà công ty Twitter có thể kiếm thêm lợi nhuận tại vì Twitter đó là một cái nền tảng mà mặc dù là rất là nổi tiếng mà nhiều người sử dụng nhưng mà cái việc nền tảng này kiếm được tiền đó thì vẫn còn khá là hạn chế so với những nền tảng khác như là các bạn thấy là YouTube hay là Facebook thì họ kiếm được nhiều tiền hơn. Đây là cái thông tin liên quan đến Twitter và Strike mà tôi muốn chia sẻ với các bạn.